trang mà. Con cá mọi người. Lên cái lưỡi chữ C nha. Để nếu mình tháo cá cho bạn coi lưỡi chữ C nè. Nay mình đánh cái lưỡi chữ C coi cũng nhại cá lắm nha. Dính móc về đâu xây nữa. Nên em test cái mẫu lưỡi chữ C đi. Hugo đủ má chủ nhà ngon quá. Hugo hôm nay đậu nay ăn lại không? Ê yếu đâu vậy má. Quýnh lá hoa hay quá. Dứt mấy lậu cỏ luôn. Đúng ra mấy lậu cỏ này, vừa lậu cỏ này dễ ăn nhất nè. Má này khoái cái gì không? Đang đầm ra nó dí ghê lắm. Dí giận sống luôn á. Đổ quýnh qua nó nhát này nó dạng. Nhất mới cái quýnh cho tới mình cái cỏ luôn. Chuyện bước tới siêu quýnh cho tới cái mấy cỏ luôn. Cỏ vậy nó có ăn này chứ. Má quýnh tụm 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 đâu có. Ô. Rồi bạn ơi. Nhẹ nhàng chốc. Ê, trời 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 trời. Nhảy đầu nữa lọt lỗ lụm liền không. Mày quýnh hơi yếu quá không tới. Lên cá nữa nha mày. Chị xe lập công nữa nha. Đây chứ đâu. Táp đâu rồi? Không có hay à. Nó chết đầy đầu cái con nó táp ngay cái lỗ cũ đó chứ đâu. Bà cú mà chén này. Đấy mình đánh nhầm đều lên kia. Đi vô trong luôn thua.
Thấy không? Lắm nè, thấy không? Đợt cá nè mọi người. Mập. Lên em nữa nha. Má đào. Cũng hay lại hơn á. Ừ. Quá mà. Ú. Không có ba lại. Lòng bà tử luôn. Cái này cũng nhỏ rồi, các bạn nhỏ. Làm ai? Ở dưới rồi. Dưới rồi, dưới rồi, dưới rồi. Đây, dưới rồi. Đây đi. Quay đi nha. Đường này lắm rồi. Lâm rồi, biết đường này lâm rồi. Cho đi đi, đi xa xa vẫn trắng cỏ. Đi vô vậy? Đi vô vậy? Đi vô trời nè. Ừ. Trời ơi, nó chạy cỏ, chưa sốc. Cá bằng lên cá này cũng nhỏ, cá này cỡ lần mấy hay lạng. Lên cá mà. Lên cá mà. Cá này nhỏ.
ăn nữa bạn. Cá nữa nha, cá đây có con cá mập, lưới xe đóng gần má đào với lại sò không à.